lửa nhiệt huyết, đất chu đáo, khí thất thường, nước khó đoán. Cùng tìm hiểu 4 nguyên tố cổ điển này sống dưới hình dạng con người ra sao nha. Wow, các cô gái mở một salon làm đẹp ở đây. Tuyết cô, cho tớ mượn cái lược. Lại nữa à, được rồi, lấy đi. Tối nay sẽ vô cùng tuyệt vời. Chúng ta sẽ nhảy tới sáng luôn. Các cậu, chúng ta phải giúp Sophie. Ôi không, làm sao bây giờ? Thôi, sao cũng được. Ôi, giờ thì kế hoạch lớn của các cô gái buộc phải hủy rồi. Chúng ta trông như thế này thì sao dám đi đâu? Tớ vô cùng muốn đến buổi tiệc. Điều kỳ diệu là chúng ta vẫn còn sống. Ôi không, phải dậy rồi. Hả? Lửa? Mình làm sao? Tớ ngửi thấy mùi cháy. Cái gì? Đồng hồ báo thức bị cháy sao? Làm sao đây? Ờ, à, tớ lấy nước từ đâu ra vậy? Các cậu! Tớ ngủ dậy bị dây leo quấn đầy người, tóc tớ còn dính cả đất. Đúng là đất này. Rose, còn cậu có gì? Đây, các cậu tự nhìn mà xem. Wow, cậu có năng lượng của gió. Chúng ta vậy là sao nhỉ? Hình như chúng ta biến thành 4 nguyên tố rồi. Cậu nói đúng. Bây giờ chúng ta phải học cách kiểm soát nó. Ôi, một ngày đẹp trời. Wow, là khu vui chơi. Không khí nghịch ngợm, thích chơi đùa vui vẻ. Cô cần tìm cách để sử dụng nguồn năng lực vô tận của mình. Ôi không, trò này quá nhạt nhẽo. Ồ, đu quay yêu thích của mình. Ai sẽ đẩy cho mình đây? Không sao, tự mình làm được. Đi nào. Vui quá đi thôi. Wow, có vẻ mình thổi hơi mạnh. Mong là mình không biến nó thành lốc xoáy. Giờ thì phải chờ cho vòng xoay tự dừng lại. Cuối cùng thì... đây rồi. Ôi, cái ngày này. Rồi làm sao bay về nhà đây? Em yêu, tặng em bó hoa này. Wow, cảm ơn, hoa đẹp quá. Đây, còn anh thì sao? Michelle đã quá nhiễm sức mạnh của đất tới mức cô hoàn toàn quên mình là con người và lại đi yêu một bó hoa. Và nó hình như cũng đáp lại tình cảm của cô. Ôi, bó hoa, anh thật ngọt ngào. Michelle nhìn rất hạnh phúc bên cạnh bó hoa. Mối quan hệ này xem ra rất nghiêm túc. Thật bay vì có được anh, tình yêu à. Vài phút nữa thôi. Háo hức quá. Năm đầu tiên của chúng ta trôi qua thật nhanh. Đoán xem ai nào. Ôi tình yêu, anh lãng mạn quá. Cái gì? Anh làm thật sao? Lấy anh nha. Vâng, em đồng ý. Thật là một câu chuyện lãng mạn, cảm động với cái kết đẹp. Vào những ngày ấm áp cuối thu, chúng ta nên ra ngoài. Sophie, nhóm lửa sao rồi? Tớ muốn nướng kẹo dẻo. Tớ đang làm, xếp thêm vài thanh củi là xong. Nó đã sẵn sàng rồi. Chờ đã, Sophie, cậu phải khởi động nó. À ừ, để tớ lo cho. Thật tuyệt khi có bạn là lửa. Bạn có thể quên quay phim ở nhà mà vẫn không sao hết. Chà chà chà. Ôi không, hình như chúng ta làm sai gì rồi. Không được nhóm lửa trong công viên này. Xin lỗi anh cảnh sát, chúng em không biết. Anh đừng phạt nha. Chúng em sẽ đãi anh ăn. Nhìn cây xúc xích ngon chưa này. Nóng hổi. Thơm quá.
Tôi yêu xúc xích. Chà, lần này các cô gái đã tránh được vé phạt vì sử dụng nguyên tố lửa trái phép. Xem ra họ còn có một năng lực nữa, đó là mưu mẹo. Michelle, nhìn chú hải cẩu có lông này xem. Ôi khóc, đừng mà. Thầy Rainer, xin đừng lấy điện thoại của Nico. Thầy sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Giờ học là phải học, không phải chơi được chơi. Ôi không, tại sao lại là em? Trả điện thoại của em đi thầy. Thầy ơi. Ôi không, lại bắt đầu rồi. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, sắp có lũ lụt. Quyền tối nước làm Nico trở nên biến ức. Tại sao vậy? Dạ, chuyện này là do thầy Rano đó. Mong là thầy biết bơi. Yay, hôm nay là sinh nhật của đất. Nhưng Michelle có vẻ không vui lắm. Sinh nhật vui vẻ? Sao cậu buồn vậy? Tớ không thích nơi này, bữa tiệc chán ngắt. Lẽ ra mình nên tổ chức ở công viên. Giờ làm sao để cậu ấy vui lên đây? Tớ có ý này, chỉ cần làm ấm bầu không khí một chút. Ta-da! Wow, đẹp quá đi. Cảm ơn cậu, Sophie. Chưa hết đâu. Đến lượt tớ sử dụng nguyên tố. Wow, bong bóng. Như này tuyệt hơn rất nhiều. Các cậu đã cứu lấy sinh nhật của tớ. Không có gì. Chờ đã, tớ biết còn thiếu một thứ. Xem ra cô gái sinh nhật hiện giờ rất vui vẻ. Các nguyên tố luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Vì mỗi nguyên tố đều là một phần không thể thiếu của tự nhiên. Sophie, tốt lắm, điểm A. Rose, em làm thầy thất vọng đấy, điểm F. Cái gì? Nhưng tại sao? Không công bằng. Thầy cố tình làm vậy. Được thôi, nhận lấy đi, thầy Rano. Ôi, lần tới thầy Rano sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi cho Rose điểm kém. Không khí nóng tính lắm đây. Tớ không thích bộ sưu tập này. Tớ thấy được mà. Oh, Nico, chuyện gì vậy? Kết thúc rồi. Sao? Chuyện gì? Tớ trễ hẹn rồi. Tóc tớ thì ướt nhược, mà máy sấy thì hỏng. Sao tớ có thể đi với kiểu tóc này? Kết thúc rồi. Bình tĩnh Nico, có chúng tớ đây. Chuẩn bị nào. Wow, Rose không khí dễ dàng làm nhiệm vụ của chiếc máy sấy. Ta-da, tóc khô rồi nè. Nhưng tụi này sẽ không để cậu đi khi chưa làm tóc đẹp. Và các ngón tay của Sophie lửa đã thay thế máy uốn tóc của Nico. Wow, không có các cậu tớ phải làm sao chứ? Chỉ cần một bước cuối cùng. Michelle Đất đã chuẩn bị một phụ kiện xinh đẹp cho cô bạn nước. Nico đã sẵn sàng đi hẹn hò. Các cậu, tôi yêu các cậu. Cảm ơn nha. Được rồi, tớ đi đây. Chúc may mắn. Chà, các cô gái đã hoàn toàn quen với việc sử dụng năng lực lạ thường này và còn thuần hóa được các nguyên tố của mình. Bạn thích kiểm soát nguyên tố nào? Bình luận bên dưới cho chúng mình biết nha. Các cậu, dậy đi. Tớ ngồi ngoài ba đã. Ồ, anh chàng đẹp trai. Xin chào. Cô không phải gu của tôi. Ồ, vậy sao? Để rồi xem nha. Ồ, wow, đất có cách thức tán tỉnh riêng. Và xem ra rất có tác dụng. Anh chàng đã nằm trong vòng tay của cô. Đây, thả tôi ra, ngay lập tức. Anh nói gì cơ? Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cứu với! Nếu các học sinh bình thường để những đồ bình thường trong ngăn tủ, thì bên trong tủ đồ của các cô gái này thực sự rất đặc biệt. Tuyết, nhiệt độ vừa đủ. Chào Sophie. Mùi thơm quá. Cái gì vậy? Tớ đang làm bỗng ngô trong này. Chắc là được rồi đó. Với sự giúp đỡ của nguyên tố lửa, tớ đã biến tủ đồ thành lò vi sóng.
ngầu phải không? Wow, đúng là bỗng ngô này. Tớ cũng đã thay đổi một chút. Bây giờ bên trong tủ này là một hồ cá. Cậu sẽ thấy ngay thôi. Hình như bắt được rồi. Ôi, chắc là con cá lớn. Đây rồi. Wow, đây đúng là con cá sống. Cậu có thể nấu nó trong lò vi sóng. À, thôi để khi khác. Chào các cậu, tới lúc tới thu hoạch rau củ rồi. Wow, Michelle, cậu có hẳn một nhà trồng cây trong này. Đúng vậy, tất cả đều tươi ngon, không thuốc trừ sâu. Cứ tự nhiên. Cảm ơn Michelle. Ồ, Rose không khí của chúng ta kìa. Xin chào, xin chào. Tủ đồ của cậu có gì? Ồ, rồi các cậu sẽ thấy. Tớ có một thứ rất ấn tượng. Ôi không, gió đã bay mọi thứ đi rồi. Ôi, xem ra thứ duy nhất không khí có trong bụng cô ấy chính là không khí. Ăn tự nhiên đi Rose, chúng ta có đủ đồ ăn cho mọi người. Ôi, cảm ơn các bạn. Bạn có thích video không nào? Vậy thì hãy like, đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông nha. Hẹn gặp lại.